Mình đang kết nối điện thoại Bluetooth với hộp Bluetooth này. Và này là Panasonic PM35 đồng bộ. Ngoại hình đẹp và đang chạy tốt phần CD và cổng AUX. Có hai cổng AUX. Cổng trên này là một, ở phía sau là hai để cho các bạn kết nối hai thiết bị. Một là kết nối với hộp Bluetooth như vậy. Hai là các bạn kết nối bằng dây với lại điện thoại hoặc là máy tính. Và nhân dịp đầu năm mới thì tiếp tục với những cái dàn mini giá thành cực kỳ phải chăng và cho các bạn chơi. Cũng như là đây là những cái dòng, nói chung là mình tuyển hàng rất là đẹp các bạn nha. Còn cái loa nè, máy nè, nguyên bản hết. Và chạy tốt từ CD cho tới cổng AUX. CD đọc tốt, đĩa chép luôn nè nha các bạn, đĩa chép và tray luôn. Có một cái nhược điểm là cái này là khi mà mang về thì mới test, mới mở máy lên mà test được, đó chính là cái màn hình. Ngoại hình đẹp keng hết trơn, rất là tiếc cái này nên giảm giá luôn cho các bạn. Đây, cái màn hình nó bị kiểu như là cái đèn màn hình, đèn led ở trong á, cái bóng nó bị mờ. Còn những vẫn hiển thị rất là rõ ràng chi tiết để các bạn đủ nhìn thấy. Đây, cái này chút nữa mình chuyển qua chơi CD thì nó sẽ nguyên cái dòng chữ ở đây, dòng số ở đây rất là rõ ràng nha. Đó, còn phần còn lại thì coi như là đang rất là đẹp luôn, rất là tiếc ha. À, các bạn thấy nè, dòng mini với cái loa là vuông vức góc cạnh loa bằng màu gỗ sáng nè, phối với lại cái màu bạc ở phía trước đi cùng với cái hệ thống loa bao gồm là loa hai cầu, hai loa chi tiết riêng biệt nè, cái phần bass với cái gân là gân cao su, mũi hợp kim, con này là phần trung âm mở rộng và cái phần siêu trép hợp kim, gân này là gân vải nguyên zin hết nha. Cái màn này là màn màu trắng, màn giấy rất là dày. Và cái màn này rất dễ bị dơ, rất dễ bị lốm đốm nhưng mà về hàng rất là đẹp. Đó, và cái lưới loa màu trắng nè, cũng còn rất là đẹp luôn. À, vuông vức từ mặt trước cho tới mặt sau và nguyên bản. Âm thanh của con này phải gọi là cực hay luôn các bạn. Trong cái tầm giá này thì Panasonic nó tạo ra hai cái dòng, hai cái model khác nhau, đó là model bao gồm một cái phần bass và cái phần siêu trép bằng giấy dầu. Còn cái bản thứ hai là bản này, đó chính là cái phần bass và cái phần trung và phần trép miệng mở rộng. Đó. Thì cái bản này nó cho một cái giọng hát rất là ngọt và cái bass nó hỗ trợ nhiều hơn so với cái dòng còn lại. Bởi vì các bạn thấy con này là gần như đánh tiếng bass không luôn nha, không có lẫn cái phần trung âm vô. Còn cái phần trên này cũng có một ít bass nhẹ và phần trung âm, phần siêu trép, coi như con này nó gánh rất là nhiều và bởi vì nó bản rất là mở rộng. Và đặc biệt cái miệng rộng này chính là cái phần giọng hát rất là ngọt ngào từ ca sĩ nha các bạn. Rồi quay trở lại với phần âm thanh. Các bạn thấy cực kỳ nét luôn các bạn nha, cực nét âm thanh. Bass đánh chắc mà cũng sâu mềm, rồi có cái phần trung, phần trép rất là nhuyễn. Mình đang chỉnh ở chế độ âm thanh ở đây, các bạn có cái chế độ âm thanh nè. Sound Equalizer trực tiếp nè. Heavy là tăng bass trép cùng một lúc, giống như loudness treble lớn. Clear là sáng tiếng, soft là mềm mại và vocal là tăng phần trung âm, tăng phần giọng hát. Còn nếu mà các bạn chỉnh cái chế độ vocal này để các bạn xem TV hay là xem phim trên máy tính, điện thoại gì đó thì nó sẽ tăng cái phần giọng nói của cái nhân vật lên. Up là bình thường, cân bằng. Còn cái chế độ này các bạn thấy cái hình này, cái tán âm ra thì đó chính là nằm trên điều khiển chế độ surround.
chế độ surround này nó sẽ phát huy tác dụng cực kỳ mạnh khi các bạn chơi nhạc guitar rumba hoặc là chơi nhạc nhạc điện tử đồ đó. Nó sẽ tán cái âm thanh ra một cái âm thanh vòm vang vọng nhẹ, cũng như là nó sẽ mở rộng cái không gian nghe của các bạn khi các bạn ngồi giữa. Rồi chúng ta quay một chút ở về phía sau ha. Đây các bạn thấy loa vuông vức góc cạnh rất là đẹp, lỗ thông hơi nè, loa hai cầu hai dây tách biệt, âm ly cũng đó, tất nhiên là hai cầu biam rất đẹp nha các bạn. Máy móc đồ đó, loa các bạn thấy hậu rất là sâu và cũng khá là cao. Các bạn nhìn nè, nó đồng bộ về cái mặt thiết kế với cái bo cạnh này, bo cái độ cái bo rất là mạnh để nó bằng với cái phần thân máy đó. Một màu bạc còn rất là mới đẹp ha. Rồi gắn lưới vào để coi như là màu trắng đó, nó cũng bo ở dưới luôn, bo đồng đồng nhất ở dưới luôn. Còn cái phần CD test cho các bạn luôn nha. Mình có giảm giá thành của bộ máy và giảm cả giá thành của phụ kiện kèm theo và giá thành để bên dưới ở video rất là rõ ràng chi tiết, các bạn hãy tham khảo nha. Còn giá thành mình cũng có để ở trên tiêu đề, nhưng mà đã xóa giá thì có nghĩa là đã bán rồi. Còn cái phần giá bên dưới luôn luôn để các bạn dễ tham khảo. Và mình cũng không có nói giá ở trên video từ trước tới giờ, bởi vì giá thành có thể thay đổi và đặc biệt là giảm giá cho các bạn đó. Nên mà khi mà đã nói trên rồi, đã nói trên video là không sửa được. Còn mà ở bên dưới cái văn bản này chúng ta có thể sửa được, chẳng hạn như có chương trình giảm giá hay là có khuyến mãi kèm theo gì đó, là cứ viết ở bên dưới là các bạn thấy thôi. CD thì bấm đây, các bạn thấy đèn led màu cam xanh lá, bấm play nó chuyển qua màu xanh lá luôn, đọc tốt đĩa chép đĩa chày luôn nha, và rất là nhanh nữa là khác. Mình tắt chế độ surround đi, tặng kèm điều khiển cho các bạn ngồi chỉnh từ xa rất là tiện. Khi mà tắt cái heavy đi, có nghĩa là tắt cái phần tăng giảm bass treble, thì cái âm thanh rất là mềm, rất là ngọt luôn. Các bạn nghe trữ tình không có bị mệt đâu, và nghe rất là dễ chịu. Trữ tình phải đảm bảo được chất giọng nó thật và treble vẫn đủ nhuyễn nha. Còn các bạn thích nữa thì các bạn chuyển qua chế độ như hồi nãy là chế độ soft nè, mềm mại nè. Cái mềm mại này cái nó ngọt hơn nữa, nhưng mà mình thấy nếu mà các bạn thích trữ tình thì cứ cân bằng mà chơi ha. Còn các bạn muốn đẩy thêm cái phần surround lên nữa cũng được, chỉnh âm lượng trên đây vẫn được nha. Ôi, anh ơi, lúc lẽ nói cây đắng tràn ngập bên đắng. Con này thì các bạn chơi được nhiều thể loại nhạc khác nhau cách thoải mái, bởi vì tiếng bass nó mạnh và công suất nó tốt. Để nói về phần công suất thì các bạn xem ở phía sau. Đây, cái này là cái phần để kẹp cái dây loa vô đó các bạn, của hãng nha. Dây trái dây phải đó. Nè, nó chia rõ là low là bass đó, 35W, treble là 10W nữa là 45W tổng cộng. Đó, thì hai dây dành phần bass và treble riêng biệt là tổng cộng là 45W mỗi loa đó các bạn nha. Loa đẹp vuông vức và cái màu sáng. Ai đang có cái nội thất đó, hợp tông màu này thì cứ lụm thôi. Và đơn giản là âm thanh nó rất là hay và giá thành cực kỳ mềm.
Con này có chiều cao là 24 cm, bề ngang tổng cộng là 44 cm các bạn ha. Cái đầu máy tính luôn cái nút này và tính luôn cái bộ tản nhiệt ở phía sau, cái cụm này và đây là 30. Còn cái phần thân này không tới đây là 28. Đây là cổng tai phone để cho các bạn gắn tai phone vào. Khi mà đi qua cái đầu máy này nó lọc âm thanh này tất nhiên là hay hơn rất là nhiều khi các bạn nghe trực tiếp nhé. Bởi vì nào là đi qua cái lọc nguồn lớn là tăng phone bằng dây đồng zin. Rồi cái phần công suất bằng sò này nó đó thì nó sẽ đưa cái âm thanh ra bằng tai phone cũng hay hơn, chuẩn hơn. Qua bài số 2. Con này chơi nhạc trẻ tốt, dành cho các bạn muốn kết nối với lại máy tính đó, hoặc là kết nối Bluetooth như vậy nè, với điện thoại chơi nhạc trẻ đến Pop Remix. Thay thế một cái dàn loa vi tính của các bạn với cái chất, với chất âm thanh gọi là chuẩn của Nhật và độ bền cực kỳ cao. Cái màn hình này màu xanh luôn, nó màu ủng các bạn. Cái màn hình bên ngoài màu xanh luôn. Bass cực kỳ sâu các bạn ha. Nè, tăng bass treble lên nè. Ngày ấy em như sương trong nép trên bông hồng mượt trên cánh. Cái hình này là nó viết cái dòng tiết kiệm điện nha các bạn. Ở chế độ standby thì cực kỳ tiết kiệm điện. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Đừng quên bấm like cho mình các bạn nha. Đó, nó có một cái nhược điểm nhẹ trên cái màn hình đó, nhưng mà còn tổng thể của một máy rất là mới và đặc biệt là nguyên bản. Cái độ bền bỉ của nó nữa, âm thanh rất là hay, công suất lớn.